Cùng ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng nghi án vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, nhiều người dân đã tụ tập tại một ngôi nhà trên đường Cẩm Nam, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Theo người dân, họ tụ tập để đòi nợ bà Phạm Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1987, vì đã vay nợ nhiều người với số tiền ước tính ban đầu là hơn 100 tỷ đồng. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, lực lượng công an đã tiến hành lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra vụ việc. Theo Công an thành phố, qua điều tra ban đầu, xác định đối tượng Phạm Thị Tuyết Hằng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ đang chờ xét xử tại tòa án quận Cẩm Lệ.